Nền đại đạo Tam Kỳ phổ độ được Đức Chí Tôn khai mở trên vùng đất Việt Tây Ninh. Người đã ân xá cho toàn nhân loại, nếu ngộ một đời tu sẽ sớm trở lại cùng thầy đặng. Người tu hành của nền đại đạo luôn giữ bậc dung hòa, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, màu da, gạt bỏ bao sự buồn đau, vui cũng vui, buồn cũng buồn, nhưng không để nọc buồn vui nhiễm vào chơn tánh. Mời quý vị thưởng thức bài ca Phương Tu Đại Đạo, soạn giả Quỳnh Thuận, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ trình bày. Nền đại đạo hoằng khai trên đất Việt, Đức Chí Tôn ân xá cả nhân gian, dạch ra con đường phổ độ chúng sanh, đem đến cho toàn nhân loại sự hòa ái tương thân, hiệp đồng chư môn đề. Nhớ lời thầy dạy là tín hữu đạo cao đài, luôn giữ bậc dung hòa, không phân biệt tôn giáo, màu da, sắc tộc, sang hèn, cùng xem nhau như anh em một nhà, dìu dắt nhau trên con thuyền phổ độ kỳ ba, để sớm trở về chốn quê xưa cánh cù. Đạo cao phó có tay cao độ, gần gũi sao ra gian dầm khai mở đạo kỳ ba ân xá đến muôn người. Tôn chỉ thầy ba tụng niệm ngày đêm, bài học vỡ lòng dành cho người con ngoan đạo. Đạo gốc bởi lòng thầm tín hiệp, lòng nương nhang khói tiếp truyền đạo.
sao cứ mãi trả dây. Hãy cởi bỏ phàm tâm, nương theo bóng kỳ ba, kề ân xa Đức Chí Tôn đã định. Giờ bạc trong dung từ bi đạo hạnh, gội rửa sạch lòng nhớ